Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ về các anh chị cái chương trình Airdrop đến từ cái sàn Coinpark. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản ở trên cái sàn này thì chưa cần KYC, các anh chị cũng nhận được 100.000 cái đồng Shiba Inu và 500.000 cái đồng BTTC này nhá. Cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách đăng ký và cách để các anh chị nhận được cái chương trình Airdrop này. Còn cái việc KYC thì em sẽ chia sẻ với các anh chị sau. Vì cái sàn này nó cũng còn mới đấy, nên chúng ta cứ đăng ký các anh chị nhận cái Airdrop đấy nhá. Đầu tiên để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy. Các anh chị sẽ thấy cái giao diện như thế này. Các anh chị kéo xuống. Ở cái dòng này thì các anh chị điền cái tên của các anh chị. Ở đây người ta chỉ cho điền một cái tên và một cái họ thôi các anh chị, giống như của em là Nguyễn Lê Hồng Thắm, nhưng mà chúng ta chỉ điền được là chữ Nguyễn và chữ Thắm thôi nhá. Nên ở đây cái dòng first name này thì các anh chị điền cái tên của các anh chị, còn cái dòng last name này thì các anh chị điền cái họ của các anh chị. Ở cái dòng này thì các anh chị click vào, các anh chị chuyển đến là Việt Nam nhá, và các anh chị nhập cái số điện thoại của các anh chị vào đây. Ở cái dòng này thì các anh chị điền cái địa chỉ email vào đây. Các anh chị đọc mật khẩu, các anh chị lặp lại cái mật khẩu. Và các anh chị click vào cái ô này để đồng ý với các cái điều khoản. Và các anh chị nhấn vào cái chữ sign up. Rồi sau khi các anh chị đăng ký thành công thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Bây giờ các anh chị phải vào mail của các anh chị để các anh chị xác nhận cái mail nhá. Các anh chị vào mail và các anh chị mở mail lên thì các anh chị có một cái mail như thế này. Các anh chị click vào cái chữ kích hoạt liên kết ở đây. Lúc nào mà nó bảo có cái tích xanh như thế này là ok nhá. Rồi bây giờ các anh chị quay trở lại và các anh chị đăng nhập cái tài khoản vào. Để bảo vệ cái tài khoản thì họ cũng sẽ có một cái mail gửi về ở trong cái email của các anh chị đấy. Và có một cái mã cột cũng có 6 số. Vào mail, các anh chị để sao chép cái mã cột này. Quay trở lại và các anh chị dán vào để các anh chị đăng nhập vào nhé. Rồi đây là giao diện khi các anh chị đăng nhập vào cái sàn. Nhưng mà sử dụng ở trên web thì nó hơi khó sử dụng đấy. Và cái sàn này nó cũng đã có app ở trên kia cửa hàng xe hạp và lấy rồi. Cái đường lên tải app thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả luôn. Các anh chị click vào, các anh chị tải app về. Rồi các anh chị tải app về, các anh chị đăng nhập vào nhá. Khi các anh chị đăng nhập vào thì các anh chị sẽ thấy được cái chữ claim như thế này. Các anh chị click vào cái chữ claim now ở đây. Để các anh chị nhận được cái đồng BTTC đấy các anh chị. Còn khi các anh chị mới đăng ký cái tài khoản thì các anh chị chỉ mới nhận được cái đồng ship thôi nhá. Đấy, còn muốn nhận thêm cái đồng BTTC thì các anh chị phải tải cái app và các anh chị vào cái chữ claim now ở đây để các anh chị claim. Và khi các anh chị claim thì nó chưa về liền cho các anh chị đâu. Các anh chị đợi tầm 3 phút nhá thì nó sẽ tự động trả về. Ở đây thêm đã nhận được 100 cái đồng ship rồi nhá và cái đồng BTTC rồi. Mời bạn bè thì các anh chị vào xem cái hình đồng người ở đây. Hiện tại thì cái sàn nó cũng còn mới đấy, nó cũng chưa có cái gì nên em chưa chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị KYC. Còn sau này mà cái sàn nó phát triển rồi thì chúng ta phải tiến hành KYC để chúng ta mới thực hiện mua bán ở trên cái sàn này được nhá. Các anh chị kéo xuống, các anh chị click vào cái mục referral ở đây để các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị này. Đấy, các anh chị sao chép cái mã mời đây nhá. Cái đồng ship và cái đồng BTTC mà chúng ta nhận được đấy thì nó cũng đã cho giao dịch rồi nhá. Đấy, các anh chị gõ vào cái mục tìm kiếm ở đây này. Cái đồng ship thì các anh chị cũng biết rồi, nó cũng đã cho giao dịch rồi. Ship. Đấy, cái đồng ship này. Và cái đồng BTTC. Đấy. Hai cái đồng này đồng nào cũng cho giao dịch hết rồi nhá. Đấy. Thì người ta cho free thì các anh chị cứ nhận nhá. Sau cái giá nó tăng thì chúng ta bán nha. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.